một màn tinh biểu diễn rất cao được thể hiện bởi các đơn vị bạn đồng hương đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Tam đấu tay không. Đây là tiết mục xâm nữ đối kháng với nhắc nam. Góc độ ra đòn và kỹ thuật và thấy được các vận động viên thể hiện rất tốt, nhất là các vận động viên nữ. Chúng ta cũng thấy được trên theo dõi là phim trực tuyến này thì có sự xuất hiện của giả sư Nguyễn Cảnh và giả sư Nguyễn Tích. Tay không.